One Audio F2, tai nghe không dây đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn DJ với nhịp bass sống động, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, mã giảm giá 50k, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn nhấn vào đường link bên dưới. Xin chào các bạn. Sau khi xuất hiện trong buổi họp của Bộ Quốc phòng Nga hôm 26 tháng 8, chỉ một ngày sau khi giới chức Ukraine và truyền thông loan tin bị thiệt mạng do đợt tập kích của Ukraine vào Sevastopol hôm 21 tháng 9, Đô đốc Viktor Sokolov tiếp tục bị những người ủng hộ Ukraine nghi ngờ bởi ông Sokolov chỉ tham gia buổi họp tại Moscow bằng hình thức trực tuyến. Nhiều suy đoán sau đó cho rằng đây chỉ là hình ảnh Bộ Quốc phòng Nga ghép vào nhằm che giấu sự thật. Thế nhưng, ngay hôm sau 27 tháng 9, Đô đốc Viktor Sokolov tiếp tục xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn và trả lời trước báo giới Nga về hạm đội Biển Đen. Theo CNN, Đô đốc Viktor Sokolov, tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga, đã trả lời hãng tin Zvezda News, cơ quan truyền thông của quân đội Nga. Ông Sokolov nói rằng, hạm đội Biển Đen đang thực hiện thành công các nhiệm vụ do Bộ Chỉ huy đặt ra, bao gồm các lực lượng mặt nước, lực lượng tàu ngầm, lực lượng không quân, hải quân và tiền tuyến. Ông cũng cho biết thêm, huân chương Ushakov được trao cho lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của Nga vì thành tích chiến đấu xuất sắc và sẽ chính thức đến tay đơn vị này vào ngày mai 29 tháng 8. Trước đó, bất chấp các tin đồn, Đô đốc Sokolov vẫn tiếp tục khỏe mạnh khi tham dự cuộc họp của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm 26 tháng 9. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng trả lời phóng viên khi được hỏi về tình trạng của tư lệnh hạm đội Biển Đen. Ông Peskov khẳng định, hôm qua chúng tôi đã trao đổi cùng chỉ huy hạm đội ông Sokolov, ông ấy đã tham gia cuộc họp. Và với việc liên tục xuất hiện trước truyền thông, Đô đốc Viktor Sokolov đã đánh bay mọi lời bày đặt của Ukraine. Trước đó, truyền thông phương Tây và Ukraine dẫn thông báo của lực lượng đặc nhiệm SOF thuộc quân đội Ukraine ngày 25 tháng 9 cho biết, sau vụ tập kích của Ukraine vào trụ sở hạm đội Biển Đen, 34 sĩ quan cấp cao của Nga đã thiệt mạng, trong đó có chỉ huy hạm đội. Ngoài ra, 105 quân nhân khác của Nga cũng bị thương. Thông báo của Ukraine còn cho biết trụ sở hạm đội Biển Đen bị hư hại, không thể phục hồi. Tuy nhiên, dù Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã tập kích tên lửa vào trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol ngày 21 tháng 9, nhưng chỉ khiến 6 người bị thương, trong đó một người mất tích và tòa nhà trụ sở hạm đội Biển Đen bị hư hại. Vậy thì Ukraine làm cách nào để tấn công vào vị trí tưởng chừng như được bảo vệ bởi ô phòng không nhiều lớp tại quân cảng Sevastopol? Hay là do quân đội Nga đang quá chủ quan trước khả năng tấn công đột kích của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao do NATO viện trợ? Moscow sau đó cáo buộc Washington và London đã hỗ trợ Kiev tiến hành cuộc tập kích tên lửa vào trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea. Theo dữ liệu từ ứng dụng theo dõi hoạt động bay Flight Radar 24, Mỹ và đồng minh NATO đã tăng gấp 3 lần số chuyến bay trinh sát gần bán đảo Crimea kể từ đầu năm, từ 7 chuyến lên 21 chuyến mỗi năm. Trong tuần từ ngày 18 đến 24 tháng 9, Mỹ và NATO đã thực hiện 21 chuyến bay bằng máy bay trinh sát và máy bay không người lái chiến lược gần bán đảo Crimea. Đặc biệt, máy bay P-8A Poseidon và EP-3E Eris II của Mỹ, RC-135W Rivet Joint của Anh và máy bay E-3A Sentry của Luxembourg đã bay qua bờ biển phía đông Romania. Trong khi đó, máy bay trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của Mỹ bay qua khu vực trung tâm và phía đông Biển Đen. Một ngày trước cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của lực lượng vũ trang Ukraine vào trụ sở hạm đội Biển Đen ngày 22 tháng 9, Mỹ và đồng minh tăng tần suất hoạt động bay của máy bay do thám lên 6 chuyến mỗi ngày. Theo các chuyên gia, có mối liên hệ rõ ràng giữa tần suất các chuyến bay trinh sát của phương Tây và cường độ tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào Crimea. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch bằng cách sử dụng thông tin tình báo của phương Tây, thiết bị vệ tinh cùng máy bay trinh sát của NATO. Bà Zakharova cũng cáo buộc tấn công được Ukraine thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan tình báo Mỹ và Anh. Được biết, vụ tập kích hôm 21 tháng 9 vừa qua là một trong chuỗi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội Biển Đen và bán đảo Crimea gần đây. Chỉ vài ngày trước đó, Kiev tuyên bố tập kích thành công vào một xưởng sửa chữa tàu của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, khiến một tàu ngầm và tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn của Nga hư hại không thể phục hồi, theo lời của Kiev. Theo giới chức Ukraine, tấn công vào các trung tâm hậu cần, trung tâm chỉ huy cấp cao sẽ làm xáo trộn lực lượng của đối phương, dẫn đến sự hỗn loạn trên chiến trường. Trong khi đó, Moscow cho rằng việc Ukraine gần đây tăng tần suất tấn công Crimea và các mục tiêu trong lãnh thổ Nga cho thấy Kiev đang tuyệt vọng với cuộc phản công trì trệ, không có đột phá và chỉ nhằm gây tiếng vang trên truyền thông nhằm đánh lạc hướng dư luận và tiếp tục xin viện trợ. Ngoài ra, sau các vụ tấn công của Ukraine vào Crimea, Nga cũng đã ngay lập tức đáp trả. Vào đêm ngày 25 tháng 9,
lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào các cơ sở cảng ở Ukraine, đáp trả lại các cuộc tấn công của lực lượng Kiev vào các cơ sở của hạm đội Biển Đen ở cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Ukraine sau đó tuyên bố rằng thiệt hại lớn nhất là cơ sở hạ tầng của cảng Odessa, cũng như một khách sạn trống rỗng đã lâu không có khách. Tuy nhiên, một số trang tin và tài khoản trực tuyến ngay lập tức dẫn các nguồn thạo tin lưu ý rằng tuyên bố của Kiev là không đúng. Mục tiêu của Nga không phải là bản thân cái khách sạn đã bị thiêu rụi do các cuộc tấn công, mà là một số đồ vật đáng ngờ nằm ở tầng hầm bên dưới nó. Kênh Legitimate lưu ý rằng nhiều hệ thống phòng không được triển khai tại cảng, bao gồm cả các hệ thống Jepard và Buk. Do đó, khu cảng có khách sạn này không phải là một mục tiêu tầm thường không có người lui tới và hoàn toàn trống rỗng như các tuyên bố của Ukraine. Một số chuyên gia tin chắc rằng binh lính của lực lượng vũ trang Ukraine và các chuyên gia nước ngoài đã đóng quân ở đó với số lượng lớn. Theo chuyên gia quân sự Yuri Knutov, đối tượng bên dưới khách sạn rất có thể có liên quan đến nơi cư trú của các chuyên gia quân sự nước ngoài và điểm cất trữ phương tiện không người lái của Hải quân Ukraine. Và đây chính là điểm lên kế hoạch và chỉ huy tấn công định kỳ các cơ sở của Nga ở Crimea. Phóng viên quân sự Kotenok viết trên kênh Telegram, chính quyền địa phương cho rằng khách sạn đã không hoạt động kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng các cửa sổ trong tòa nhà thường xuyên được mở và khuôn viên được thông gió. Phóng viên Rudenko cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho biết rằng cả sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê đều sống trong khách sạn. Kênh Legitimate cho rằng kết quả của cuộc tấn công là Nga đã khiến Ukraine mất đi một cơ sở quân sự rất quan trọng, được ngụy trang dưới vỏ bọc một khách sạn không dành cho thường dân cư ngụ ở cảng Odessa. Kênh Telegram này khẳng định, bản thân khách sạn có thể có các khu vui chơi giải trí bí mật dành cho các chuyên gia nước ngoài, được triển khai trung tâm kiểm soát hoạt động, trung tâm thông tin và điều phối, nhưng điều quan trọng nhất lại nằm ở phía dưới khách sạn. Theo chuyên gia quân sự Nga, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Yuri Knutov, một sở chỉ huy quân sự có thể được đặt bên dưới khách sạn, nơi họ cố gắng bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái Garand 2 của Nga, chủ yếu tấn công các mục tiêu mặt đất, không phải dưới lòng đất. Chuyên gia Yuri Knutov nhấn mạnh, nhiệm vụ của các bunker có thể khác nhau, nhưng ông vẫn tin rằng dưới tầng hầm khách sạn có một sở chỉ huy hoặc trung tâm huấn luyện, trong đó người nước ngoài huấn luyện người Ukraine cách điều khiển máy bay không người lái trên biển. Ngoài ra, trung tâm này cũng có thể liên quan đến việc xử lý dữ liệu tình báo do các máy bay trinh sát không người lái của NATO hoạt động trên Biển Đen thu thập được gửi đến Hải quân Ukraine để phục vụ các cuộc tấn công tiếp theo của máy bay không người lái trên biển. Ông Yuri Knutov cho rằng, trước đây, phương Tây đã lợi dụng hành lang an toàn do Nga lập ra trên Biển Đen, sử dụng các tàu thuyền thương mại cập cảng Ukraine chở lương thực trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc, còn gọi là sáng kiến Biển Đen, để lén lút cung cấp trang thiết bị chiến tranh cho Kiev. Và sau khi thỏa thuận ngũ cốc bị chấm dứt, toàn bộ cơ sở hạ tầng tại các cảng của Ukraine sẽ được Kiev và lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng chỉ cho mục đích quân sự. Điều này một lần nữa xác nhận rằng thỏa thuận ngũ cốc đã được sử dụng để chuyển vũ khí của phương Tây sang Ukraine. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video này hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.